Xin chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 1. Em có lên một số phôi mai, có cốt cành đóng, thân lắc léo, rất là đẹp. Kính chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Cây này là cây trực lắc, cốt cành đóng, từ dưới đóng lên. Ngày hôm nay thì rất tiếc là chỉ có một mình nên em làm, bởi vì không có người mẫu quay phim, chỉ có mình em tự xử thôi. Hy vọng bà con xem clip vui vẻ nha. Mọi người xem clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp bên em nha, để em có động lực để sưu tầm những cái cây mai mới về, hàng đập về cho mọi người nha. Cây này là cây số 1 mà. Cây này nhìn ở ngoài rất là đẹp luôn. Hoành của nó là 45, chi cành đóng rất là chuẩn, nhịp từ dưới nhịp lên trên. Hoa là 8 cánh, 10 cánh. Em còn để vài nụ nó ở đây để về nhà mọi người kiểm tra bông cho chắc ăn nha. Chi cành đóng rất đẹp, cây này đang lên xù nách này mọi người. Xù thì chưa có dấu hiệu xù mạnh, nhưng có cái là em cảm thấy độ xù của nó đang lên rồi. Nè, cốt cành của nó nè. Hoành em đo ở đây thì được 45 nha mọi người. Chiều cao của nó được 1m4. Cây nhìn ngoài rất là đẹp luôn nha mọi người. Chi cành đóng nè, mọi người thấy không? Thân lắc, đế cũ bài. Rất tiếc là ngày hôm nay chứ mình nên em quay thôi. Mọi người thông cảm giùm em nha. Cây mai nhìn ngoài rất là đẹp luôn. Cây này đường kính bầu hiện tại bây giờ nó là 60. Cây này vô chậu khoảng 70 được nha mọi người. Tại cây này là cây cốt cành. Hoa 8 cánh, 9 cánh, 10 cánh. Cây này em đã thấy mặt hoa rồi à. Chi cành đóng nhạo nè, mọi người thấy không? Nhà vườn nuôi từ nhỏ. Nhạo nhẹ một cái, nhạo một cái nước co rất là đẹp luôn. Nhà em thì vẫn còn nhiều mặt hàng để cho mọi người sưu tầm nha. Cây này nhìn ở ngoài rất là đẹp. Đây là cái mặt tiền của nó, em để mặt tiền này cho mọi người xem nè. Cao 1m4, tán ngang của nó là 1m, hoành là 45, cây này vô chậu 70. Cây này là cây số 1. Cái số 1 em xin giao lưu với giá bà con cô bác là 16 triệu. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình nha. Rất là cảm ơn mọi người nha. Giờ em sẽ lên cây số 2 cho mọi người xem. Cây này nhìn ngoài bự lắm nha mọi người. Ba người khiêng. Dạ rồi, cây này là cây số 2 bà con cô bác ơi. Cây này là một cây thành phẩm. Gốc mai của nó đã ghép đại lộc nha mọi người. Ghép đại lộc. Cây này rất là quái độc lạ luôn á mọi người. Đang nằm chậu 30 lọc lòng. Nằm chậu. Chậu này không biết xưa không trời. Chậu này thời nhà Lê. Vì em họ Lê. Rồi cây này là cây quái. Đó mọi người thấy không. Nguyên cái củ và bá của nó là 60 nha. 58-60. Chiều cao tổng thể của nó là được 40. Tán ngang của nó được 50. Cây này nụ rất là nhiều luôn nha mọi người. Nụ rất là nhiều luôn. Mặt tiền mọi người thấy không. Đó. Cây thành phẩm nằm chậu xưa họ Lê. Mọi người nhìn thấy nó giống con rắn không? Nó liền bể cho luôn nghe mọi người, liền bể cho mà bên này có rễ cắm xuống nè. Còn bên này thì không nghe mọi người. Bên này thì có, là 1 cộng nè, 2 cộng nè, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng, 6 cộng, 7 cộng. Còn bên này thì no smoking, không có cộng nào hết, chỉ có rễ cắm thôi. Đó. Thì em quay kỹ cho mọi người xem nha. Cây này rất là độc luôn nha mọi người. Em quay dưới bên trên mọi người nhìn thấy không. Củ nó rất là bự luôn. Thì những cái cây mai này thì em nói mọi người luôn, thì nó họ nhà vườn đã ghép rất là lâu rồi. Nó nụ nè mọi người nhìn nè. Nụ nè. Không. Nè 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 nè. Nụ nè. Nè mọi người thấy không. Thấy không. Ôi tài em vừa quá. Rồi cây này là cây số 2. Cây số 2 em xin giao lưu giá bà con cô bác á, là 6.500.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em trong dịp Tết này. Kính chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Giờ em tiếp tục lên cây số 3. Dạ gọi cây này là cây số 3 bà con cô bác ơi. Cây này cây sù nu à, trực lắc thân nghệ thuật lắm à. Cây này em dẫn bao bông mọi người nha. Cây này bông 8, 9, 10 cánh. Mọi người nhìn thấy để nó đang ra những cái cục nu rất là nhiều. Nè. Một cục là 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục. Cái này điểm 10 tiếng Anh tới sáng luôn. Cây này cao đúng 1m à. Hoành thân của nó em đo chỗ này được đúng 40. Nó có một cái cành phóng ra rất đẹp. Đoạn co nè.
chân cành nhịp nhàng luôn. Mọi người thấy nó đang xù nu lên. Tại ngày hôm nay của mình nên quay thì nó hơi cũng hơi khó. Mọi người xem clip thông cảm giúp em nha. Rất là đẹp. Cái xù nu. Trên này nó đang chảy xù hết nha mọi người. Mọi người về nhà chăm những cái cây mai xù thì mọi người cũng biết rồi. Chẳng hạn như nó đang xù mà mình cắt phôi ra thì mình chăm độ xù nó lên rất là nhanh nha. Cao đúng 1 mét. Cây này thì nói chung là đế tạm ổn luôn nha, đế cũ luôn nha mọi người. Quay chi tiết cho mọi người xem nè. Cây này nhìn ngoài rất bự nha. Cây này đáng để sưu tầm mà. Cây xù, cây số 3, em xin giao lưu giá bà con cô bác là 16 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Thì ngày hôm nay em lên chỉ được có 3 cây thôi. Buổi sáng ngày hôm nay lên được có 3 cây tại chỉ có một mình em làm, bởi vì nó cũng hơi khó quay clip. Tại vì khi mà em lên clip thì em muốn quay sao cho chi tiết rõ nhất cho mọi người xem, để mọi người dễ hình dung ra nha. Chứ bây giờ có một mình thì làm không thể nào làm được rồi mọi người. Đó, thì ngày hôm nay thì em cũng quay nè. Đây là cây số 3 nha mọi người. Còn đây là cây số 2. Còn đây là cây số 1 mà. Cây số 1 quá đẹp luôn mọi người. Cây số 1 thì chân cành trực lắc nè. Trực lắc. Cây này rất mong chơi. Còn cây này là cây thành phẩm cây số 2. Còn cây này là cây số 3, cây sù nu. Cây sù nu nha mọi người. Trực lắc có cành phóng. Còn cây bên này thì bữa lên clip bán rồi nha mọi người. Rồi kính chúc mọi người có một ngày mới nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Chào tất cả mọi người. Số điện thoại em 0912256200. Mọi người hợp nhãn cây nào có gì alo em nha, ủng hộ em nha. Chào tạm biệt mọi người.